Chị Lộ Tư ngô lỗi gây bão tại tinh quang đại thưởng, đàng trai dùng ánh mắt đắm đuối nhìn đàng gái. Vào tối ngày 17 tháng 12, sự kiện đêm hội tinh quang đại thưởng đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo giới nghệ sĩ hoa ngữ. Một trong những điều khiến người hâm mộ thích thú chính là cặp đôi chị Lộ Tư và ngô lỗi tái ngộ sau hơn một năm. Ánh mắt của ngô lỗi dành cho Lộ Tư khiến người hâm mộ phát sốt. Khoảnh khắc ngô lỗi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn theo chị Lộ Tư. Dù không đi chung thảm đỏ cũng chẳng được xếp vị trí ngồi gần nhau, nhưng cặp đôi vẫn gây bão mạng xã hội như một ánh mắt. Cụ thể cánh săn ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc Ngô Lỗi thể hiện ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào, nhìn theo từng bước đi của Lộ Tư khi cô bước lên sân khấu nhận giải. Loạt khoảnh khắc này của Ngô Lỗi và Lộ Tư nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Công chúng đều cho rằng ánh mắt của Ngô Lỗi nhìn Lộ Tư không đơn thuần chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bởi trong khi các đồng nghiệp khác đều hướng về sân khấu thì chỉ có mình Ngô Lỗi nhìn Lộ Tư từ lúc ở hàng ghế dưới cho tới khi cô bước lên sân khấu nhận giải không chỉ vậy người hâm mộ tinh ý phát hiện ra khi ngô lỗi lên nhận giải và phát biểu máy quay của nhà đài lia về phía triệu lộ tư người đẹp liên tục cười và vỗ tay khi ngô lỗi nhận giải triệu lộ tư và ngô lỗi được người hâm mộ đẩy thuyền sau khi hợp tác cực ăn ý ngọt ngào ở trong tinh hà sản nạn không chỉ vậy công chúng còn không ít lần chỉ ra những bằng chứng cho thấy việc cả hai có tình ý với nhau tuy vậy cho đến hôm nay cả hai chưa từng lên tiếng về điều này